Hello, chào mọi người nha. Hôm nay mình đi chùa thác bên Hà Đông á, mình đi chơi nha. Đấy, mấy anh em đang đi chơi nha. Đấy. Đây bên từ Đắk Đoa hết nha. Đây mấy chiếc xe này. Đây đi chơi chùa thác nha. Mọi người cùng xem nha. Chú thác quá là đẹp mọi người ơi, cực kỳ là đẹp luôn đấy nha mọi người. Đấy, thác quá là đẹp, có chòi luôn nha. Đã trời ơi, quá là đẹp ơi mọi người ơi, ơi mọi người ơi, đẹp quá trời luôn. Ủa đây nha mọi người ơi, đây thác. Khá quá là đẹp. Wow mọi người ơi, quá là đẹp kia nhỉ. Đây nha. Hiện tại chúng tôi đang đi chơi ở thác Hà Đông á. Đây. Wow. Khung cảnh rất là đẹp. Wow. Đây đá này. Đây. À chụp ha. Đây. À 1 2. Quá đẹp. Đây. Có tiệc tùng đám cưới gì chụp chỗ đây là quá là tuyệt vời luôn mọi người ơi. Bơm đang tắm nha. Thác này đứng bài ạ. Wow mọi người ơi, xem đi. Quá là đẹp nha. Hello, xin chào. Xin chào mọi người. Quá là đẹp luôn nha. Cảnh khung cảnh ở đây là 100% là quá tuyệt vời luôn nha. Ủa em. Dài tao giang chụp mình bơm nắng. À chụp à. Đó đây. À. Đây nha. Đi bro. Chụp ạ. Ha. Quá là đẹp. Quá đẹp đúng không? Ừ. Nước trên đây đây. Đứng bài luôn á. Thác này câu cá là quá là tuyệt vời luôn nha mọi người. Đây. Quay cận cảnh cho mọi người xem nha. Ai chỉ biết chùa này thì có vào phần mô tả mình để có bản đồ chỉ dẫn đi chơi ở thác này nha. Thác quá đẹp. Nước thì xanh sạch. Ở ngoài thì toàn là có cực kỳ là xanh nha mọi người. Chứ. Nước rất là sạch nha. Đấy. Nước này tắm vẫn rất là ok. Đây nè. Chu. Đá thật là to. Ui. Chào mọi người nha. Đây, đang à
đang chụp ảnh đấy nha. Đây là thác qua đã đẹp nha. Chụp gì bao hoa xe đăng? Bao gì bao hoa xe đăng? Ê, chụp nào? Bao hoa mọi người. Bao hoa? Chụp gì bao hoa xe đăng? Chụp nào? Chụp nào? Mình bác. Đây. Thác quá là đẹp luôn. Trời ơi, đẹp trời dưới vậy ta. Thác này quá đẹp nha. Trời nóng như này tắm là quá chuẩn luôn nha mọi người. Đây, bọn mình đang có việc nên không thể tắm được. Trời rất là nóng. Rất là nóng nhưng mà nó không sáng. Nó không sáng. Đây, có chòi luôn nha. Hai cái chòi luôn. Đấy. Đây, chỗ đây là gần ranh giới Kon Tum luôn nha. Đây, mấy anh kia đang tìm cái đá mài nha mọi người. Đây, mình đã xuống quay review cho mọi người tham khảo cái đá mài nha. Đá mài rào đủ thứ. Đây, đá bên Hà Đông này làm đá mài rất là chuẩn. Hôm trước mình có lấy được một cục đá để mài dao đủ thứ ấy, rất là ok. Đây, đây bên mình vừa qua cái cầu treo. Đây, anh mới rồi. Rất xuống là ok á. Cá. Ôi giời ơi, ướt hết cái giày rồi. Ê, cho nó ướt hết luôn. Trời ơi. Đang lựa nha. Đây, đang lựa cái đá nha. Ôi giời ơi. Ôi, lạnh quá. Ôi giời ơi, ướt hết. Ướt hết cái đôi giày rồi. Nha. Đang tìm đá mài nha mọi người. Để mọi người tham khảo nha. Đây là mấy cái dấu vết mà người ta để tìm đá mài đây này. Mùa này nước rất là sạch sẽ. Đấy nha. Mình thì quay review cho mọi người xem thôi chứ tìm cái đá mài thì là một vấn đề. Yeah.
nhìn từ xa thì rất là ok. Mình sẽ chụp một tấm ảnh nha. 1, 2, 3. Đà mày đây nè, anh này đã lựa được rồi nè. Đấy, đá máy nha mọi người. Nước cực kỳ là đẹp. Đây ạ. Ôi ôi, cát vô. Ôi tôi dậy. Nhìn cái trời rất là đẹp. Sẽ qua bên kia nha mọi người. Thấy mọi người bên phía bên kia đông người hơn. Qua bên này mệt quá. Lăng 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 bao bao hay lăng à, 1, 2, 3. Đây mê anh hot boy đây nha. Đây nè. Toàn là hot boy lạc run nha mọi người. Đây này già rồi mà vẫn còn. Đây nha. Toàn xong ảo hết. Mấy thanh niên là crew này toàn lê vợ 2 vợ 3 hết rồi. Mấy idol nha mọi người. Huy ạ, cho áo Huy này. Mà nó được quá luôn chứ. Không. Có phải không? Đã thương rồi. Có phải giờ thương rồi vậy? Chưa, đợi bóng quá. Trời ơi, mọi người ơi, ghê chưa, ghê chưa. Đây là đội bóng nha mọi người. Hello. Hello, xin chào. Chụp lại, chuẩn bị. Ôi ôi. Ôi ôi. Quá đẹp. Rồi. Còn đợi bóng luôn mọi người nha. 1, 2, 3. Quá hay, quá đẹp. Quá chuẩn. Đây à, đây là đợi bóng của làng mình nha mọi người.
Đây nha. Quá đẹp. Bữa nay là khánh chê nha mọi người. Quá đẹp quá chuẩn. Đây, tụi mình đi chơi xong quay hoặc là phát kiểu xong là tụi mình sẽ về về thôi. Đây là từ chỗ mình đến chỗ này có 56 cây nha mọi người. Từ chỗ mình từng chuối.